Xuân Hùng Ô Tô xin kính chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay em vừa về một mẫu xe Spark. Và các bác ấy, trước mắt các bác đây là một mẫu xe Spark Van đời 2012. Đời 2012 với phiên bản số sàn nhé, xe máy 0.8 và xe tư nhân. Xe tư nhân nguyên bản từ đầu luôn ạ. Và chiếc này thì bao cho bác là máy số của Zin này. Đấy các bác nhé, tìm một chiếc xe máy số của Zin là rất hiếm nhá. Đây là chiếc xe Spark và máy số của Zin. Keo chỉ cột kèo Zin nguyên bản, gầm không có mục mọt gì cả. Gầm không mục mọt nhá, sạch sẽ ngon lành luôn. La răng đúc thể thao lốp mới, sơn xi nội ngoại thất còn ngon lành. Một chiếc xe biển 99D. 99D là một chiếc xe biển của Bắc Linh và xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Một chiếc xe quá đẹp cho các bác nhé. Vâng ạ, em Xuân Hùng đang bán xe tại Lam Trung, Lam Sách, Hải Dương. Các bác nào đang có nhu cầu mua xe có thể đến tại Lam Trung, Lam Sách, Hải Dương để xem xe cũng như là thử xe miễn phí. Và hoặc là alo cho em theo số điện thoại 0896 108883. Em Xuân Hùng Ô Tô. Em chuyên mua bán cũng như là vận chuyển xe toàn quốc. Có nhu cầu, các bác nào đang có nhu cầu mà mua xe mà muốn rút hồ sơ sang tên đổi chủ, em sẽ hỗ trợ cái việc sang tên đổi chủ cho quý vị các bạn nhé. Quay lại chiếc Spark này thì là một chiếc xe đẹp và nguyên zin các bác nhá. Được, em phải nhấn mạnh câu là nguyên zin nhá. Một chiếc xe quá đẹp luôn. Với mẫu xe mà tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ lành lặn này mà nó còn zin thì các bác biết rồi, chạy rất là sướng luôn. 2012 chạy chuẩn 11 vạn nhá. Chạy chuẩn 11 vạn, máy nổ êm đét. Đây máy đang nổ đây. Xì theo thì xèo thôi. Mắt đèn rất sáng, sơn xi nguyên vẹn và keo chỉ với lại form dáng nguyên zin nhá. Không có đâm đụng va chạm, không có bị làm sao cả. La răng đúc thể thao cũng như là lốp mới, Michelin mới cả dàn. Sơn thì cực kỳ là bóng mượt luôn các bác nhá. Chưa có một vết xước gì. Nội thất đây ạ. Nội thất em cho các bác xem này, keo chỉ zin nguyên. Đây à, từ trên xuống dưới nhá các bác này. Đấy, keo chỉ zin nguyên, không bất một phân keo chỉ nào. Đẹp long lanh. Đấy, kính trên là hai kính bằng chỉ điện. Vô lăng cực kỳ đẹp luôn, xe chạy chuẩn 11 vạn. Đó nhỉ. Đây ạ. Táp đi táp lô đẹp đây, em cho các bác xem này, chuẩn 11 vạn này. Đây order là 110.000, 110.000 205 km. Đấy là 110 vạn nhá, xe nguyên zin luôn. Tất cả từ cái đầu nó nguyên zin, đầu đĩa này. Đấy, số đây. Vô lăng số là cái nhìn vô lăng đẹp như thế này cơ mà. Đấy, vô lăng đẹp là chạy 10 vạn, 11 vạn là đúng rồi. Chân lý nguyên bản như mới. Và nội thất thì cực kỳ ngon lành. Giá bán cho các bác với giá là 105 triệu đồng các bác ạ, 105 triệu đồng cho các bác. Bớt cho các bác một chút nữa, một xíu nữa để các bác mua về đi lại công việc gia đình cho nó tiện lợi nhé. Sơn xin cực đẹp luôn và la răng đúc đây. La răng đúc đẹp cũng như là lốp mới cả dàn lốp Michelin nhé. Xe này thì không phải nghĩ rồi các bác ạ, keo chỉ nguyên zin. Keo chỉ nguyên zin, chưa hề bị một tí va chạm và hông chưa hề bị một tí là gọi là mục mọt cả. Đây từ cái hốc dưới đây các bác nhìn này. Sở bác nhá, máy móc đây, lại gầm đây. Gầm nó sáng choang như thế này cơ bác nhá. Được ạ. Đằng sau thì cũng đã được lắp thêm một cái ghế, nhưng mà ghế rời các bác nhá. Đấy, ghế rời chúng ta còn nhấc lên. Đây là chống chế thôi các bác nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này về để chở hàng cũng rất là ok luôn. Chiếc này chở hàng thì cực kỳ ngon nhá, máy còn zin. Tiết kiệm nhiên liệu chỉ hết tầm 5 lít thôi. Các bác nhá. Chỉ 5 lít xăng 100 km thôi. Quá ngon cho một chiếc xe Spark 2012. Spark Van nhá, 2012 với phiên bản số sàn bảng D. Bản D là van 2 chỗ đấy ạ. Thì các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này để về chở hàng này, chở hàng khô đấy, hàng nhẹ đấy, thì nó rất là tuyệt vời luôn. La răng đúc lốp đẹp, mắt đèn còn nguyên zin hết ạ. Đây ạ, la răng đúc đây, nguyên zin nhá. Và đây các bác nhìn xuống vào trong một chút này, không có bị han mọt đâm đụng gì cả. Đấy, mới tinh như thế này cơ mà. Được chưa? Spark là một cái dòng xe rất là phổ biến trên thị trường và rất nhiều. Nhưng mà tìm một chiếc zin nguyên như thế này rất là hiếm nhá. Đây keo chỉ cột kèo rồi tất cả nguyên zin hết. Đây từ cái ốc khóa chưa động chạm gì nhá. Nội thất cực đẹp luôn. Và máy nữa, máy mới zin. Tí em cho bác xem máy nhá, máy cực kỳ ngon luôn. Cửa đóng chắc lịch và chỉ có chạy đúng 11 vạn. Thấy không nhá? Chuẩn 11 vạn luôn, máy êm xìu luôn. Đấy, máy êm xìu luôn nhá. Được chưa? Tất cả ngon lành nhỉ. Ok chưa? Một chiếc xe mà quá đẹp như thế này. Đấy, đang bán cho bác là 105 triệu đồng thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho bác nhé. Là răng đúc, phanh đĩa và lốp đẹp. Đấy, đăng kiểm qua này còn rất là nhiều. Mắt đèn sáng. Đấy, đèn gầm đầy đủ này. Và bây giờ em sẽ mở cabo và cho bác xem máy nhé. Xe đang nổ máy luôn. Đấy các bác ạ, đang nổ máy luôn. Cực kỳ ngon luôn. Con này không phải nghĩ rồi. Quá chất lượng cho một chiếc xe 2012. 2012 bản van nhé, nguyên zin hết.
Đây các bác này. Đây các bác có thể nhìn sâu hơn vào máy này. Máy khô mốc meo lên. Đấy, leo xèo thôi nhá. Khô mốc meo và gần như mới luôn. Máy chạy chuẩn 11 vạn cho nên quá đẹp, quá mới. Không có một vết gì. Cabo vết này, còn nguyên zin này. Từng con ốc một nhá. Từng con ốc nguyên zin và từng keo chỉ tất cả nguyên zin hết, không có một vết đâm đụng va chạm nào cả. Đây là một chiếc xe mà quá đẹp. Các bác ạ, đẹp như thế này thì các bác không phải suy nghĩ gì đâu nhá. Các bác là đang có nhu cầu mua chiếc này về để chạy gia đình, chạy công việc cũng như là chạy đồ khô hàng nhẹ thì hãy alo trực tiếp cho Sơn Hùng luôn. Vâng thưa các bác, một chiếc xe Bắc Van 2012 em vừa quay chi tiết cho các bác màu vàng chanh. Và các bác đang có nhu cầu mua chiếc này về chở đồ gia đình thì alo trực tiếp cho Sơn Hùng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.